Ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành tổng kiểm tra xử lý hàng loạt lò độ xe cho quái xế. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 5 tổ kiểm tra cấp thành phố, gồm các lực lượng như Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát, Phòng Cảnh sát Hình sự. Qua đó, các tổ công tác đã kiểm tra 14 cơ sở, phát hiện có 77 phương tiện đang sửa chữa, 1 xe cộp đua giải, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký xe, tạm giữ 60 cục máy xe và nhiều linh kiện phụ tùng phục vụ độ xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Riêng các tổ kiểm tra của Công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã kiểm tra 199 cơ sở, phát hiện có 41 cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh, 21 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, 4 cơ sở có hệ thống dyno, 21 xe độ, 7 xe nghi vấn không nguồn gốc, cùng nhiều linh kiện phụ tùng phục vụ độ xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trước nhu cầu ngày càng tăng của người dân, thị trường kính thuốc theo đó nở rộ. Với tiêu chí nhanh gọn, giá cả đa dạng, các cửa hàng kính thuốc đang chiếm ưu thế so với các cơ sở y tế chuyên khoa mắt. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm cũng như trình độ chuyên môn của người tư vấn bán hàng ở các cửa hàng này vẫn là dấu hỏi lớn. Chị Nguyễn Thị Hồng Hải, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đưa con gái đi đo mắt ở một cửa hàng mắt kính trên đường Lê Hồng Phong. Nhân viên ở đây kết luận con chị Hải bị cận thị 1,750 mắt trái và 1,50 mắt phải, cùng với lời tư vấn nên cho bé đeo kính để tránh tăng độ cận. Tuy nhiên, đeo kính được 2 ngày, con gái chị cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Chị Hải đưa con đến bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh thì được các bác sĩ cho biết bé chỉ bị cận thị nhẹ và chưa cần thiết phải đeo kính. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Nguyên Huân, Phó Giám đốc Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, đơn vị này đã tiếp nhận nhiều trường hợp mắc tật khúc xạ. Cả chưa được điều chỉnh tật khúc xạ cũng như đang đeo kính, nhưng không đúng độ, chất lượng kính kém. Nguyên nhân là do kỹ thuật đo kính không đúng và cho ra một toa kính không phù hợp, chất lượng về tròng và gọng kính, kỹ thuật mài lắp kính, tư vấn sử dụng kính không chính xác. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến những cơ sở có uy tín, có nhân viên được đào tạo bài bản, có chứng chỉ hành nghề được cơ quan chức năng cấp khi có nhu cầu. Sáng ngày 2 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Trường, sinh năm 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Theo đó, ngày 19 tháng 1 năm 2021, qua công tác kiểm tra thuế tại công ty Hùng Thịnh, Chi cục thuế thành phố Long Xuyên, Cục thuế tỉnh An Giang đã phát hiện công ty Hùng Thịnh có địa chỉ tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, sử dụng chính hóa đơn bất hợp pháp của công ty Hoàng Phát, địa chỉ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, do Lê Văn Trường làm giám đốc, với tổng doanh thu chưa thuế hơn 12,5 tỷ đồng. Số tiền trốn thuế và gian lận tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 3,7 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 4, Lê Văn Trường đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên đầu thú và khai nhận. Đầu năm 2018, một người đàn ông tên Hùng, không rõ họ, địa chỉ, đã nhờ Trường đứng tên làm giám đốc cho công ty Hoàng Phát với số tiền 12 triệu đồng một tháng. Trường đồng ý. Trong thời gian này, Hùng giới thiệu cho Trường quen biết Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty Hùng Thịnh. Theo yêu cầu của Hùng, Trường đã ký tên xuất khống 27 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Hoàng Phát cho công ty Hùng Thịnh. 27 hóa đơn này đã có ghi nội dung nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên hóa đơn. Thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, thực tế trong những ngày nghỉ vừa qua và trong những dịp lễ Tết nói chung cho thấy, tình trạng nhiều chủ phương tiện không nạp đủ tiền trong tài khoản thu phí, gây ùn tắc kéo dài, cản trở giao thông và khó khăn cho các xe khác lưu thông qua trạm thu phí. Nhằm bảo đảm cho việc vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng trên các tuyến cao tốc trôi chảy thông suốt, hạn chế ùn tắc giao thông, VEC khuyến cáo các chủ phương tiện cần nạp tiền đầy đủ vào tài khoản thu phí trước khi vào cao tốc, bảo đảm số dư trong tài khoản đủ thanh toán cho quãng đường xe dự kiến di chuyển. Công an tỉnh Bắc Giang vừa điều tra làm rõ vận động đầu thú đối với đối tượng Phạm Văn Thức, sinh năm 2005, trú tại thôn Từ Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang về hành vi giết người. Quá trình điều tra ban đầu xác định, nạn nhân T, sinh năm 2006, trú tại thôn Trại Quang, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, có mâu thuẫn từ trước với Danh là bạn của Thức. Chiều ngày 1 tháng 5,
Tê cùng hai người bạn đến gặp nhóm của Danh và Thức tại khu vực thôn Trường Khanh, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Thức đã lấy dao nhọn mà Danh mang theo, đâm Tê nhiều nhát vào vùng bụng, ngực, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.